Kính chào quý vị và các bạn. Cần sớm điều chỉnh chính sách trước diễn biến tăng sốc của thị trường vàng, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn gần 84.000 tỷ đồng tiền thuế đất, diện tích sầu riêng tăng nóng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đây là những thông tin chính sẽ được chuyển tới quý vị trong chương trình Nhịp sống kinh tế hôm nay. Giá vàng SJC liên tục tăng sốc bất chấp động thái tổ chức đấu thầu vàng của Ngân hàng Nhà nước can thiệp nhằm tăng lượng cung. Điều này khiến việc điều chỉnh chính sách quản lý thị trường vàng đang trở nên cấp thiết. Giá vàng nhảy múa chóng mặt, tuy nhiên tình trạng người dân xếp hàng dài chờ mua bán vàng tại các cửa hàng vẫn tái diễn. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng việc đấu thầu vàng vừa qua không có hiệu quả giảm giá vàng, thậm chí còn kích hoạt tâm lý tăng giá, kéo mức chênh lệch với giá vàng thế giới lên gần 20 triệu đồng một lượng. Điều đó có nghĩa không có bất cứ thay đổi nào về nguồn cung. Nên triển khai việc xuất hóa đơn khi mua bán vàng, điều này sẽ giúp cơ quan quản lý nắm bắt rõ hơn lượng cung cầu trên thị trường, nguồn gốc vàng và hạn chế tình trạng đầu cơ. Về lâu dài, cần sửa đổi Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Tổng cục Thuế vừa có công văn yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn đối với thu nhập nhận cổ tức bằng cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu. Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn, bảo đảm người nộp thuế là cá nhân có thu nhập từ nhận cổ tức bằng cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Đồng thời, các tổ chức có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế, thay cho cá nhân xác định rõ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn khi cá nhân thực hiện chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại, theo đúng quy định của pháp luật. Tổng cục Thuế đề nghị các cục cần thực hiện xây dựng kế hoạch tuyên truyền với hình thức phù hợp với thực tế. Nhu cầu cấp tín dụng xanh để hỗ trợ cho các dự án sản xuất xanh bền vững có mức tăng trưởng bình quân hơn 20% một năm, nhiều ngân hàng đã xây dựng các gói tín dụng phù hợp với đặc thù chuyển đổi sản xuất bền vững. Hiện nay, tổng dư nợ tín dụng xanh hiện mới chiếm khoảng 4,5% tổng dư nợ của toàn nền kinh tế, với khoảng hơn 620.000 tỷ đồng. Đây là một con số rất nhỏ so với nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp do còn nhiều vướng mắc về chính sách. Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực ASEAN xây dựng được khung hướng dẫn về tín dụng theo phân loại xanh. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vướng mắc do đây mới chỉ là hướng dẫn ở cấp ngành. Bộ Tài nguyên Môi trường đang trình chính phủ để Thủ tướng ban hành phân loại xanh chính thức cho Việt Nam để có thể áp dụng cho tất cả các trường hợp về phát hành tín dụng xanh, trái phiếu xanh. Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024. Ước tính tổng số thuế được gia hạn là gần 84.000 tỷ đồng. Theo Bộ Tài chính, từ quý 4 năm 2023 đến nay, tình hình kinh tế tài chính thế giới và trong nước có những diễn biến phức tạp, khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế và hoạt động của doanh nghiệp ngày càng tăng. Để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt khó năm 2024, duy trì sản xuất kinh doanh, trong khi vẫn phải bảo đảm giảm thiểu tác động cân đối ngân sách nhà nước, cả ở trung ương và địa phương. Bộ Tài chính cho rằng cần thiết có giải pháp về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân có vốn tập trung vào sản xuất, kinh doanh, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế. Sản xuất chăn nuôi là lĩnh vực đang gặp nhiều khó khăn, do đó việc đưa các cơ sở chăn nuôi vào danh mục phải kiểm kê khí nhà kính lúc này là chưa phù hợp, thiếu khả thi. Đây là kiến nghị mới nhất của Hội Chăn nuôi Việt Nam gửi tới Bộ Tài nguyên và Môi trường góp ý về việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 06/2022 về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone. Nếu dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 06 được thông qua, Việt Nam sẽ có khoảng 4.200 cơ sở thuộc diện phải kiểm kê nhà kính. Theo Hội Chăn nuôi Việt Nam, việc kiểm kê khí nhà kính là vấn đề mới đối với nhiều cơ sở chăn nuôi. Do đó, sẽ cần thêm thời gian và nguồn lực để tiến hành, đặc biệt trong bối cảnh ngành chăn nuôi đang gặp khó khăn như hiện nay. Hội Chăn nuôi đề xuất nên để lộ trình đối với việc kiểm kê khí nhà kính. Các cơ sở chăn nuôi sẽ phải cần từ 3 đến 5 năm để chuẩn bị. Còn hiện nay, chỉ nên khuyến khích dựa trên tinh thần tự nguyện của các doanh nghiệp lớn. Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang đặt ra mục tiêu giảm dần sản lượng thủy sản khai thác, điều chỉnh tỷ trọng sản lượng khai thác giữa các vùng biển phù hợp với trữ lượng nguồn lợi thủy sản, phấn đấu tổng số tàu cá tối đa khoảng 83.600 chiếc. Theo quy hoạch, Việt Nam phấn đấu trở thành quốc gia có nghề cá phát triển bền vững, hiện đại, đa dạng sinh học biển và các thủy vực nội địa được bảo tồn và phát triển. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự và lợi ích quốc gia trên sông, trên biển của Việt Nam.
về định hướng quy hoạch khai thác thủy sản, giảm dần sản lượng thủy sản khai thác, điều chỉnh tỷ trọng sản lượng khai thác giữa các vùng biển, phù hợp với trữ lượng nguồn lợi thủy sản, khai thác có chọn lọc đối với các thủy sản có giá trị kinh tế cao. Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam đã liên tiếp trúng các gói thầu lớn. Vừa qua, Cơ quan Hậu cần Quốc gia Indonesia đã mua 300.000 tấn gạo trong cuộc đấu thầu quốc tế. Trong đó mua 109.000 tấn từ Việt Nam với giá từ 588 đến 590 đô la Mỹ một tấn. Các doanh nghiệp Việt cũng có thêm cơ hội từ thị trường Hàn Quốc khi trúng thầu 900 tấn gạo hạt dài với giá 709,88 đô la Mỹ một tấn. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, xuất khẩu gạo có nhiều tín hiệu tích cực khi nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường ở mức cao. Trong khi đó, Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới vẫn đang duy trì lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng. Các quốc gia khác như Indonesia, Philippines, Malaysia, sản lượng sản xuất đều giảm do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu. Diện tích trồng sầu riêng tăng lên nhanh chóng trong thời gian gần đây, vượt quá định hướng, quy hoạch chung đang làm gia tăng rủi ro cho cả người trồng và doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu. Nếu như năm 2020, tổng diện tích sầu riêng cả nước chỉ hơn 71.000 ha, thì đến cuối năm 2023, con số này đã tăng lên ở mức gần 151.000 ha. Dù sầu riêng Việt Nam đang có thế mạnh về xuất khẩu, tuy nhiên cũng đối mặt với không ít thách thức khi thị trường tiêu thụ hẹp, chủ yếu vẫn là Trung Quốc. Khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, mức độ tuân thủ yêu cầu về kiểm dịch thực vật và dư lượng hóa chất của sầu riêng Việt Nam còn nhiều hạn chế. Phải cạnh tranh trực tiếp với Thái Lan, Malaysia và một số quốc gia lân cận khác. Do đó, việc tăng trưởng nóng về diện tích trong thời gian ngắn đang tạo ra nhiều rủi ro trong kiểm soát chất lượng, mất cân đối cung cầu. Theo Tổng Công ty Điện lực miền Nam, dự kiến trong năm 2024, các tỉnh thành phía Nam sẽ có tổng cộng 34 dự án điện được khởi công và 24 dự án đưa vào vận hành. Trong 4 tháng đầu năm nay, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã khởi công 10 công trình và hoàn thành đóng điện, đưa vào vận hành 7 công trình điện lưới 110 kV. Bên cạnh góp phần tăng công suất truyền tải, bảo đảm độ an toàn của hệ thống điện, việc đóng điện các công trình lưới điện 110 kV còn giúp nâng cao năng lực cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của người dân. Các công trình này góp phần không nhỏ vào công tác bảo đảm cung ứng điện, đặc biệt là trong thời điểm nắng nóng. Dự kiến trong năm 2024, các tỉnh thành phía Nam sẽ có tổng cộng 34 dự án điện được khởi công và 24 dự án đưa vào vận hành. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Nhịp sống Kinh tế phát sóng hàng ngày với những tin tức kinh tế thị trường đáng chú ý. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.